Thưa quý vị và các bạn, mới đây tòa án Hàn Quốc vừa tuyên án tội 3 năm tù đối với một người đàn ông tên Kim đã bí mật bỏ tinh dịch, nước bọt, thuốc nhuận tràng và thuốc kích dục vào đồ uống của đồng nghiệp trong suốt 10 tháng sau khi anh này tỏ tình không thành công đối với cô. Theo người đàn ông này, anh ta đã liên tục thực hiện 54 lần trong 10 tháng. Không chỉ cho tinh dịch vào cà phê, anh ta còn cho vào cả bàn chải đánh răng và son môi của cô gái. Hắn còn đứng quan sát cô gái này uống và hả hê. Ngoài ra, đồ lót của nạn nhân cũng bị trộm mất. Vụ việc được phơi bày khi một đồng nghiệp vô tình xem được cuốn sổ tay do chính thủ phạm ghi chép lại quá trình gây tội của mình. Người này nhanh chóng đã trình báo với cảnh sát. Phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào tháng 6, kết án Kim 4 năm tù. Tuy nhiên, phiên tòa thứ hai đã hạ mức phạt xuống còn 3 năm tù. Tòa phúc thẩm nhận định bị cáo đã rất hối lỗi và khả năng phạm tội lần hai là thấp. Tội danh của Kim không được coi là tội phạm tình dục. Điều này là do, theo luật hiện hành của Hàn Quốc, hành vi quấy rối tình dục khi hình thành khi có động chạm trực tiếp lên người bị hại, sau cáo buộc được áp dụng cho Kim là vi phạm đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông, trộm cắp, theo dõi, cố ý gây thương tích, làm hư hỏng tài sản và đột nhập nơi cư trú bất hợp pháp.